Chúng tôi đang trên đường từ miền xuôi lên vùng núi Sơn Tây, hết những cung đường mà xe ô tô không thể vào được. Chúng tôi đành phải đi bộ trên con đường đất đỏ. Lên dốc, xuống dốc gồ ghề và phải trèo qua những vách đá dựng đứng, lên được ngọn đồi cao. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là những rừng cao xanh thẳm. Bạt ngàn trải dài theo các sườn núi khiến cho phong cảnh xứ sở ngàn cao thêm thơ mộng. Hữu tình, những ngày này, thương lái từ khắp nơi kéo về đây để thu mua cao làm cho không khí nơi đây khá nhộn nhịp. Năm nay, người dân miền núi Sơn Tây ai cũng vui mừng vì cao được giá. Cao tươi được thương lái mua tại vườn với giá từ 50.000 đến 60.000 mỗi kg, cao nhất từ trước đến nay. Đặc biệt, thương lái chúng tôi còn thuê cả đội lao động chừng 4 đến 5 người để trèo hái cao thuê. Giá thu mua cao cao giúp cho các gia đình có nguồn thu nhập khá, bởi ở vùng núi này gia đình nào cũng có một vườn cao, nhiều thì 7 hecta, ít thì cũng được 1-2 hecta. Cao được giá lại được thương lái chúng tôi tới tận vườn mua xong trả tiền luôn. Năm nay giá cao cao, bà con nơi đây ai cũng phấn khởi. Làm nghề thu mua cao ở Quảng Ngãi, mấy năm nay cao được giá nên nghề thu mua của chúng tôi cũng làm ăn thuận lợi. Cứ đến mùa, tôi đi các huyện hỏi mua cao của bà con rồi chở đến điểm lò sấy cao bán lại, trung bình mỗi ngày cũng kiếm được vài trăm ngàn đồng. Theo những chủ lò sấy, cao được sấy khô rồi bán cho các đơn vị trung gian xuất nhập khẩu qua thị trường Trung Quốc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video tiếp theo.